Nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình cũng như quý vị ngày hôm nay đang theo dõi Chuyển hóa thân tâm trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, trong tuần lễ vừa qua, Ni sư đã có dịp chia sẻ cùng với quý vị chủ đề về chữ hỷ trong tứ vô lượng tâm. Trong đó chúng ta đang đi từng bước sâu hơn để phân tích và cùng bàn thuận với nhau khái niệm tứ chánh cần. Và chúng ta cũng biết rằng trong đời sống hàng ngày của mình, trừ những khi là mình làm những cái việc, mình đã có cái chủ tâm làm những cái chuyện ác, thì mình cũng biết cái hậu quả của nó. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, Bảo Ngọc tin rằng chúng ta là những cái người lương thiện, những người luôn cố gắng sống tốt và nghĩ tốt, chúng ta sẽ không có làm những cái việc đó. Tuy nhiên những cái suy nghĩ khởi lên trong tâm ý của chúng ta thì nó trùng trùng, nó rất là nhiều. Thưa, có phải không quý vị? Trong đó nó có cả những tâm ý nghĩ thiện, có những tâm ý bất thiện, mà sự chánh niệm sẽ giúp chúng ta soi sáng và nhìn thấy cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, và để đi sâu hơn vào cái sự thực tập này cũng như là sự ứng nghiệm của nó như thế nào trong cuộc sống hàng ngày, thì xin mời quý vị đến với Chuyển hóa thân tâm của chúng tôi. Và con xin mời Ni sư tiếp tục chia sẻ với quý khán giả xem đài ngày hôm nay chủ đề về tứ chánh cần, và đặc biệt là chúng ta nói vào những cái sự thay đổi trong tâm ý. Làm sao mà từ một cái suy nghĩ thôi mà nó tới thành một cái số phận? Đó là một cái quãng đường rất là dài. Đôi khi tưởng chừng như tâm ý nó vô hại mà. Rất nhiều người họ nghĩ là tư tưởng thôi. Tư tưởng thôi thì nó đâu có sao. Nó ở trong đầu ai người ta nghĩ mình đâu có biết. Nhưng mà sở dĩ mà mình đang ở chủ đề hỷ và tâm phỉ vô lượng mà mình vẫn phải đi qua tứ chánh cần là bởi vì nếu không có cái tứ chánh cần, tức là sự siêng năng, tinh tấn, cần mẫn một cách đúng đắn, siêng nghĩa là chánh, chân chánh đó, thì bốn cái điều này nó là một cái nền tảng chuẩn đó, để cho cái tâm hỷ nó được phát triển. Mà khi mà đầu tiên đó, mạch của tứ chánh cần là đi về vấn đề tư tưởng, đó là mình nói là những điều ác mà chưa sanh thì ngăn ngừa không cho sanh. Thì ngăn ngừa bằng cách nào? Tức là nó mới ở trong tâm ý thôi, nó mới ở trong tư tưởng thôi, thì mình đã ngăn ngừa, mình không cho nó phát triển. Và trong cái điều mà mình ngăn ngừa đó, thì có người họ nói là hành động nó ra hậu quả rồi thì nó mới đáng ngại và đáng sợ. Chứ còn trong tư tưởng thì rồi tư tưởng của mình nó nói cả ngày cả đêm. Không tin thì quý vị xem là ban đêm mình ngủ, tuy là ngủ sâu đó, không mộng mị, nhưng mà cái đầu của mình trước khi vào ngủ sâu, tức là đi vào những giấc mơ đó, thì mình cũng là tư tưởng của mình lúc nào nó cũng có. Nó cũng có những hình ảnh, nó cũng có những lời nói, tức một mình nó nói trong đầu mình. Và tư tưởng nào mà bất thiện, nhiệm vụ của mình đó là nhìn nó để mà ngăn ngừa không cho nó phát triển. Và nếu như lỡ phát triển rồi thì mình chuyển hóa. Và cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Lần trước sư nói mà nó bị thiếu đó, đó là nếu mà mình suy nghĩ, hãy cẩn thận suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ nó sẽ ra lời nói. Và rồi nếu mà nó ra lời nói rồi thì nó sẽ ra hành động. Và nếu nó đã ra hành động thì hành động nó sẽ tạo thành nghiệp, tức là thói quen. Và nếu đã thành thói quen thì tạo thành tính cách. Và đã thành tính cách thì coi chừng, bởi nó quyết định số phận của bạn. Đủ là nào là từ suy nghĩ tới lời nói, tới hành động, tới hình thành thói quen, rồi tới hình thành tính cách, rồi quyết định số phận. Và chỉ là suy nghĩ thôi mà quyết định cái số phận của bạn là sung sướng hay đau khổ, là thông minh hay là kém thông minh, là bất hạnh hay là hạnh phúc. Tất cả mấy cái số phận đó đều từ cái suy nghĩ ban đầu của bạn mà ra. Cho nên tứ chánh cần đặc biệt chú ý từ chỗ là trong trứng nước đó, tức là nó trong tư tưởng thôi, những tư tưởng ác cũng phải ngăn ngừa không cho sanh. Mà đã sanh ra rồi, phát hiện lại, chuyển hóa và trừ diệt liền. Thì lúc đó ngược lại với cái hai vế sau của tứ chánh cần, đó là khởi động
cái ý tư tưởng thiện, dù là tư tưởng thôi, rồi từ tư tưởng đó mình thực hành. Và khi thực hành thì nó trở thành là thói quen, từ thói quen, thói quen làm điều thiện thì nó sẽ thành là cái tính cách bạn là người tốt. Và khi tính cách bạn là người tốt quyết định số phận bạn là ăn hiền ở lành, gieo coi như là nếu mà gieo gió thì gặt bão, tức là hai điều trên đó, tức là làm nghĩ điều ác làm điều ác, còn hai điều dưới là nghĩ điều thiện làm điều thiện, thì là mình là kêu bằng là ở lành thì nó có đức mặc sức mà ăn, kết quả nó là như vậy. Cho nên đó, là cái ý nghĩ bước ban đầu dù chỉ là trong tư tưởng, một cái ý tưởng rất nhỏ cũng phải cẩn thận, bởi vì không có gì mà chuyện nhỏ đâu, đều là chuyện lớn cả. Thưa sư, có phải là tại vì mình tích lũy những cái tư tưởng lâu ngày thì nó thành ra như là một cái mình kêu làm có nghiệp, phải không sư? Làm cái ý nghiệp nó lôi kéo mình. Cái những người nào mà hay nghĩ xấu cho người ta, nói cái gì ra cũng nghĩ xấu, hay là thí dụ như mình có cái thói quen là người ta nói cái gì ra mình cũng bác trước đã. Đúng không, rồi. Nói không trước đã là tính sao? Đúng rồi. Nó hình thành thói quen. Những cái gì mà nó cứ liên tục thì nó sẽ thành thói quen. Và người nào có thói quen nghĩ xấu là không bao giờ họ có thể nghĩ tốt về ai. Và nếu người nào họ có thói quen nói xấu, không bao giờ họ có thể nói xấu, nói tốt về một người nào khi họ mở miệng. Và mấy cái điều này mình phải phát nguyện. Ở đây mình dùng từ phát nguyện đó, rằng là không nói tốt cho ai được thì thôi ngậm cái miệng lại luôn cho nó an toàn. Còn phát nguyện rằng con mà mở miệng ra thì con chỉ nói điều tốt thôi. Còn mà con cho chưa có thói quen mà nói điều tốt thì con sẽ tập con có thói quen làm thinh lắng nghe. Đó. Rồi khi con tạo được cho con cái thói quen hễ nói là nói điều tốt thì con sẽ bắt đầu con mở miệng từ từ, từ từ, từ từ. Thí dụ nếu chỉ là tư tưởng mà tư tưởng những điều bất thiện vậy mình đã tạo tội chưa? Nếu mà nó chưa có ra hành động nó mới là tư tưởng thôi. Dầu là biết là tư tưởng nó sẽ dẫn tới một ngày nào nó giống như cái bom mà mình nén nén từ từ, bữa nào nó sẽ bật ra. Nhưng mà nếu mà mình chỉ còn là tư tưởng thì mình có đã tạo tội chưa? Rồi chứ. Nó là nghiệp mà. Thể tội nó đi đôi với nghiệp nha. Mà cái gì tạo đến tội? Bây giờ mới nghiệp là thói quen. Nghiệp là thói quen, mà nghiệp xấu thì tạo thành thì nó mới đưa đến tội. Thì nếu như trong tư tưởng của mình mà mình tạo những tư tưởng xấu mà thói quen như vậy, mà mình không chuyển hóa gì hết, thì một ngày nào đó nó sẽ ra lời nói là tổn thương người, ra hành động là thấy hại người, rồi tiếp tục nữa là coi như xong luôn. Thành ra là khi mà mình chặn được, chuyển hóa được những cái điều bất thiện ngay từ trong tâm ý, bằng tâm trứng nước của tâm ý, thì coi như là mình đã ngăn ngừa được một cái nghiệp xấu. Và cái nghiệp đó sẽ dẫn đến những cái nhân quả xấu mà mình gọi là cái tội. Đó. Mà nếu mà tội ở đây mà theo cái kiểu là tội là điều ác, điều bất thiện. Còn nếu mà tới ác nữa thì là coi như là tội tới pháp luật, thì cái đó là, là bó tay rồi. Dạ thưa ni sư, cũng tiếp lời với lại câu hỏi của cô Đức Hạnh. Xin ni sư có thể chia sẻ cho chúng con biết là nếu mà một cái suy nghĩ xấu khởi lên như ni sư vừa nói rằng là đã là một cái nghiệp rồi, thì một cái suy nghĩ xấu hiện lên mà tụi con chặn được thì cái nghiệp nó như thế nào? Mà khi phát thành lời nói thì cái nghiệp nó như thế nào? Mà tới khi thành hành động thì cái hậu quả nó ra sao? Xin sư có thể chia sẻ. Cái này là mình tại mình nó từ cái tư tưởng tới lời nói tới việc làm, mình tưởng như là mình cắt khúc nó vậy. Mình tưởng đâu là từ suy nghĩ là bước 1, rồi lời nói là bước 2, rồi hành động là bước 3. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần chú ý về tâm ý mình thôi, là cái tâm ý và lời nói và việc làm cũng như hành động á, nó nhanh một cái trong tích tắc thôi. Thấy hay không? Vừa muốn tức là cái miệng nó nói rồi. Mà vừa nhiều khi vừa muốn nghĩ là cái tay nó động rồi. Đó. Thành ra là suy nghĩ, lời nói và việc làm, mình nói thì nó có vẻ như ba, nhưng mà thật sự là rất nhanh, nó như chớp vậy. Trên thực tế nó chỉ là một cái tích tắc thôi. Tích tắc thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy mình là cẩn thận từ chỗ mà tâm ý là chưa khởi, là lo ngăn ngừa điều ác bằng cách luôn luôn khởi
trong tâm mình nghĩ thì nghĩ điều tốt, thì khi nghĩ điều tốt, nói điều tốt, làm điều tốt, thì dùng cái đó để chuyển hóa nghĩ điều xấu, nói điều xấu, làm điều xấu. Thì thế giới này nó có hoan hỷ được hay không, nó có vui được hay không, mình có tùy hỷ, tức là mình có thể vui được với thành công và hạnh phúc của người khác hay không, lại do chính mình có làm được cái foundation, tức là cái nền tảng của cái điều thực hành bốn điều mà cần mẫn chân chánh hay không. Con nhớ sư dạy cái mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Lúc sau rồi con nhớ cái đó, con rất là sợ có những cái tư tưởng mà bất thiện, tại vì con sợ chiêu cảm toàn là những cái người có những tư tưởng bất thiện giống vậy. Phải không sư? Nếu mà trong tư tưởng mình mà cũng có thể chiêu cảm được những cái, dạ đúng, những cái năng lượng không tốt đó. Khi mà mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà cái khí tức là cái sự năng lượng đó, cái năng lượng mà mình khởi lên mà năng lượng xấu là những cái điều xấu, từ năng lượng vô hình cho đến những người hữu hình nó tới nó xếp hàng, là mình sẽ gặp toàn cái xấu thôi đó. Giao du cũng với bạn xấu, rồi mà hễ mà giao du bạn xấu, mình xấu ít, giao du bạn xấu mình thành xấu nhiều. Gần mực thì đen, mình chưa đen gần ngồi cũng đen đó, thành ra cẩn thận lắm. Thưa, cũng về cái sự lưu ý những cái suy nghĩ khởi lên trong tâm ý, thì con cũng thấy có một cái điều suy nghĩ của con là đôi khi cái suy nghĩ của mình hiện lên và mình có cái khuynh hướng là mình cứ chấp giữ thật là chặt cái suy nghĩ đó của mình và luôn luôn cho rằng là mình là đúng. Thì sư có thể chia sẻ cho chúng con cái đó có phải trong Phật Pháp mình gọi là kiến thủ không thưa sư? Kiến thủ, đúng, giữ chặt cái tư tưởng của mình, giữ chặt và lúc nào mình cũng thấy mình đúng nhất. Mà lúc nào mà mình cũng thấy mình đúng nhất là mình chết rồi đó. Cho nên á, là lần trước sư cũng có chia sẻ một cái câu mà vui thôi. Đó là đừng cãi lý với người sai, đừng bắt tay với người xấu, đừng chiến đấu với người liều, và đừng nói nhiều với người cố chấp. Người lúc nào cũng luôn cho mình đúng. Mà người nào mà cố chấp, mà kiến thủ, kiến tức là tri kiến, là tư tưởng, mà thủ là giữ chặt lấy. Mà nếu mà thủ chặt cái tư tưởng, ý kiến của mình á, thì lúc nào cũng coi như là mình là số 1 rồi. Mà đời nó không có cái số 1 đâu. Cho nên mình mà coi mình là số 1 thì coi như là mình bị cái từ chuyên ngành trong Đức Phật gọi là vô minh. Vô minh tức ngu. Dạ thưa, như vậy thì đối với chúng con, nếu mà tụi con quá cố chấp và giữ chặt cái suy nghĩ của mình, dường như là tụi con tự quyết định cái số mệnh của mình luôn, và nó sẽ như thế nào. Đúng rồi. Mà không ai thay đổi được cái số mệnh đó của mình hết. Cho nên mà cứ than khổ hoài. Nhưng mà sao, tại vì mình cứ giữ chặt nó hoài, thành ra cái suy nghĩ đó nó đưa tới cả một cái số phận của mình. Nên đó, mình lặp lại để mọi người cùng nhớ luôn. Đó là hãy cẩn thận tư tưởng, suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ sẽ đưa đến lời nói. Hãy cẩn thận lời nói vì sẽ đưa đến hành động. Hãy cẩn thận hành động vì sẽ hình thành thói quen. Hãy cẩn thận thói quen vì sẽ hình thành tính cách. Và hãy cẩn thận về tính cách vì nó quyết định số mệnh, số phận. Vậy có nghĩa là bạn là người ai suy nghĩ, bạn suy nghĩ. Ai suy nghĩ, tôi suy nghĩ. Và vì thế cho nên tôi quyết định số phận của tôi, bạn quyết định số phận của bạn. Cuối cùng rằng là bạn chính là chủ nhân ông của chính mình trong tất cả tư tưởng, hành động và số phận đời này và đời sau. Vậy thì nếu mà có cái gì tốt hay là cái gì xấu, đừng có than hả? Hay tốt thì vui lắm, nói trời tôi hên quá, còn xấu là than trời sao mà bất công đủ thứ. Thành ra luôn luôn mình phải nhìn, luôn luôn mình phải nhìn là mình tốt ở đâu để mình hoan hỷ, mình làm tiếp. Và mình xấu ở đâu để mình tích cực, mình sửa. Hãy nhìn cái xấu của mình, đừng nhìn cái xấu của người. Và cái điều này chính là bí quyết của sự thực tập hoan hỷ. Khi mình chỉ thấy mình có lỗi thì mình lo mình sửa, thì không có còn thời gian mình ngó người khác nữa. Còn lúc nào mình cũng thấy mình tốt quá, thành ra là mình cứ ngồi mình dòm là ai có lỗi là mình cứ lôi ra thôi. Và nếu mà mình có nhìn ra mình có lỗi chăng thì mình cũng xí xóa, mình nói
tại anh, tại ả, tại cả đôi đàn. Nhưng mà cuối cùng là hai người mà cùng xuống chỗ xấu cả, anh mở địa ngục, tôi bước vô và xong. Thưa, nói về như vậy để mình cẩn thận từ những cái suy nghĩ ban sơ của mình ngay từ lúc đầu, và cũng nói như vậy để mà mình hiểu rằng là mình cũng nên có tạo thành một cái thói quen thực tập và suy nghĩ điều thiện, phải không thưa sư? Và như vậy thì theo sư rằng là giữa một cái lực rất là mạnh của những cái thói quen hay suy nghĩ điều bất thiện và sự hình thành một cái thói quen mới là suy nghĩ những cái điều thiện để mình ngăn chặn điều đó, thì cái, có phải rằng là cái thói quen mà suy nghĩ điều bất thiện nó càng nhiều thì cái nỗ lực suy nghĩ điều thiện nó phải còn nhiều từ như vậy đến hơn như vậy, phải không thưa sư? Không đến nỗi quá cực khổ vậy. Cái may là mình không đến nỗi quá cực khổ. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ một cái thói quen mà nghĩ xấu nó mạnh quá, thì cái thói, hình thành thói quen bước đầu tiên ấy, nó sẽ giống như là mình rơi vô như tuyệt vọng ấy. Tức là mình không thể nào mà mình thay đổi được. Nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy. Và may quá đời nó có hai chữ vô thường để cho mình có thể thay đổi. Vô thường là không có cái gì cố định. Và vì vậy cho nên nếu mà bạn thực sự muốn thay đổi một thói quen mà nghĩ xấu về người khác, thì đầu tiên mà nói nghĩ tốt người khác chắc làm cái mình nhảy bước đó, làm không được đâu. Đừng suy nghĩ đó, đừng suy nghĩ về người đó. Hễ mà mình có thói quen nghĩ xấu thì bây giờ mình tập một thói quen tạm thời như niệm Phật chẳng hạn đó, hoặc là mình đọc sách chẳng hạn, đọc sách những cái điều tốt để mình, tức là mình có một cái bước gọi là chuyển, để cho mình, chứ ngay bây giờ mình cứ nghĩ về người này là mình nghĩ xấu, rồi bây giờ đùng một cái mình biểu mình nghĩ tốt thì chắc có lẽ cái đó làm khó lắm, mình sẽ rơi vào vô vọng. Nhưng mà nếu mà mình sẽ không nghĩ gì nữa, mình để cho mình 21 ngày đọc những cái lời kêu bằng là lời châm ngôn, lời cảnh tỉnh, là làm sao mà mình đọc xong mình thấy cái tâm của mình nó trong lên, sạch lên, rồi sau 21 ngày hình thành thói quen bớt nghĩ xấu, mình mới chuyển qua 21 ngày nữa là nghĩ tốt về mọi người. Mà may quá khoa học chứng minh chỉ có 21 ngày một thói quen có thể đổi hoàn toàn. Thưa sư, cũng giống như là mình tự gieo một cái quẻ biến cho mình. Khi mà mình vào cái đường cùng rồi mình biết rằng là cái thói quen này tôi quá nhiều, thì mình chuyển cái tâm của mình là mình gieo một cái quẻ biến. Đúng rồi. Và từ cái quẻ biến đó thì mọi sự nó sẽ hanh thông. Tức nghĩa là cái nghiệp của mình nó sẽ được chuyển. Là tự mình cũng làm cái điều đó cho chính mình luôn. Thành ra nếu muốn cuộc đời mình tràn đầy sự hỷ vô lượng, tức là từ bi hỷ xả. Bởi vì tại sao mình phải thực hành từ bi hỷ xả? Bởi vì nó chính là cái cuộc sống mà mơ ước nhất của bao nhiêu người. Mơ ước nhất của bao nhiêu người, thì khi sư nói cái này, nói không, con mơ ước không có vụ từ bi hỷ xả này đâu, con không có mơ cái này, con mơ tiền tài, con mơ vợ đẹp, con ngoan, con mơ cái gì chứ con không có vụ từ bi hỷ xả đâu, cái đó mấy nhà chùa làm đi. No, cái này trên thực sự ai thực hành từ bi hỷ xả, người đó có một cái nền tảng vững chắc về hạnh phúc đó. Bởi vì trong mỗi ngày bạn cứ thực hành dâng niềm vui cho người, buổi sáng dâng niềm vui cho người đi, rồi buổi chiều thì giúp người bớt khổ đi đó, rồi thì mình vừa trân trọng những gì mình có, và rồi mình lúc nào cũng vui với những cái vui của mọi người, và rồi cuối cùng bạn không cố chấp bất cứ cái gì. Và rồi sao, câu này mới là câu mà để kết thúc đó, là tự do là ung dung trong ràng buộc, phải không? Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Đó là cái điểm cuối cùng mà bạn thấy cuộc đời là hạnh phúc, giữa khổ đau bạn vẫn bình thản. Vậy thì chúng ta ngay từ hôm nay cứ thử thực tập một cái mà rất là dễ dùng, là lần trước sư có chia sẻ là thức dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, đem mắt thương nhìn cuộc đời. Quý khán giả thân mến, xin hãy cùng chúng tôi thực tập điều này. Thức dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Tại vì cuộc sống của chúng ta hình như là đôi khi chúng ta cảm thấy là nó được thiết lập với tất cả những cái áp lực, lúc nào nó cũng giống như là chờ chực để nó đổ lên người mình. Nhưng mà thử thực tập một
một chút, mình thức dậy với một cái tinh thần sảng khoái và an lạc, quý vị chắc chắn có thể làm cho cái ngày đó của quý vị là một cái ngày vui và an lạc, thưa quý vị. Và xin thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi mến chúc cho đời sống của quý vị lúc nào cũng được bình an, cái sức mạnh và khả năng chuyển hóa trong tất cả mọi chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Và như vậy thì chúng ta sống hạnh phúc và tất cả những người xung quanh của chúng ta cũng được hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những show ghi hình tiếp theo của Chuyển Hóa Thân Tâm.